Kim. Cái gì thế này ạ? Anh đưa cho em để thắp hương cho Bạch Tuyết à? Anh bị làm sao đấy? Anh không giận em à? Nhà em ăn thịt con Bạch Tuyết đấy. Anh biết cả đấy nhé. Em không cần phải nói thế để khiến anh bỏ cuộc đâu. Mẹ em đã đến gặp anh. Mẹ em đến gặp anh á? Đại ơi, này bác ạ. Đây Bạch Tuyết đây nhá. Em ơi. Dạ. Bác đã bảo rồi mà, nó chỉ đi chơi một tí rồi nó lại quay về mà. Ô bác ơi, sao lông nó khác thế nhỉ? À, tắm đấy. Bác mới cho đi spa về, cho nên trông nó xinh xinh mà. Đã bảo rồi mà, nhà bác ý là không có ai làm cái việc ác ôn đi đâu cháu ạ. Dạ. Con kia mình nó cứ sồn sồn lên thế. Con đấy, nhân hậu ẩn giấu ấy. Đừng có dại mà bỏ cuộc đi nhá. Đừng có thua nó đấy. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Tại sao em lại có thể không thích điều đấy nhỉ? Anh xin lỗi vì đã cầu hôn em đường đột, nhưng anh tin rằng ai cũng chỉ có một định mệnh. Anh Đại. Ôi. Anh nghe em nói đây. Ừ. Này à, anh không nghe em nói nữa đâu. Anh chỉ nghe theo số phận. Em là định mệnh của anh. Anh sẽ cố gắng đến chết. Kim ơi. Ừ. Hãy cho anh thời gian và cơ hội đi nhá. Ô, hôm nay mới được gặp anh. Cảm ơn anh vì hay vé xem phim hôm trước nhá. Hay đấy. Kim tí xón giặt quần. May có em nhỉ. À này, hôm nào dở dời anh đầu tư phát nữa đi. Này, tôi chưa thấy ai mà mất lịch sự như cậu đâu nhá. Tôi sẽ báo cáo với trung tâm. Ơ, anh, em nhận. Em nhận cái này cho Bạch Tuyết nhá. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn ạ. Ơ, Kim. Làm cái gì đấy? Thì tôi thấy ngứa mắt, tôi ra phá đám thôi. Này, cô thích tay bác sĩ thú y đấy thật à? Ừ, thì sao? Ờ, thì tôi thấy không hợp. Tôi thấy cô với cả lão ta không ở với nhau được đâu. Cô thích ăn thịt nhá, lão ta thích ăn chay. Ở với nhau chết sớm đấy. Kệ tôi, chuyện của tôi anh quan tâm làm gì? Tôi quan tâm đâu. Chẳng qua tôi biết cô hay quáng gà trước đàn ông, nên tôi nhắc thế thôi. Tử tế quá nhở, cảm ơn. Này, cô bắt đầu có hơi hướng thẩm mỹ của động vật rồi đấy.